Thưa quý vị, thưa các bạn, yoga với sức khỏe và sắc đẹp là điều đã không còn quá xa lạ trong cuộc sống hôm nay. Tùy vào mục đích, nhu cầu mà mỗi người có thể lựa chọn những hình thức bài tập phù hợp với việc điều trị sức khỏe hay làm đẹp. Trong đó thì yoga không trọng lực hay còn gọi là yoga võng hiện đang được nhiều người ưa thích, bởi vậy nhiều câu lạc bộ đã khởi xướng bộ môn này. Mời quý vị và các bạn cùng lăng kính ngày mới đến một trung tâm thể dục thể thao ở thành phố Nam Định để cùng tìm hiểu. Qua về mình và bộ môn mà mình đang hướng dẫn để cho mọi người biết được không? Vâng, em chào chị. Em tên là Thanh Vân, hiện là đang là giảng viên của trung tâm THT Fitness and Yoga Center. Thì đây các chị có thể thấy là đây là bộ môn của môn yoga của trung tâm. Đây là yoga võng. Bộ môn yoga võng này là một bộ môn mà yoga mới mà được nhiều người yêu thích lựa chọn. Là cũng là một trong những bộ môn trong rất nhiều bộ môn mà được thầy Master Sachin giảng dạy trong trung tâm. Thầy Master Sachin thì là huấn luyện viên người Ấn Độ và có kinh nghiệm 15 năm tập luyện và 10 năm giảng dạy. Bộ môn yoga võng, thật ra thì nghe cái tên nó lạ ngay từ đầu. Vậy em có thể chia sẻ với mọi người là môn yoga võng này thì có gì giống và khác với lại bộ môn yoga thông thường hay không? Vâng, cái bộ môn yoga võng hay còn được gọi là yoga không trọng lực, hay còn được gọi cái tên khác nữa là yoga bay. Thì yoga võng thì được sử dụng cái dụng cụ là võng để tập luyện. Khác với yoga bình thường là sử dụng tập mà trên nền tay không này. Đây là chiếc võng mà chúng ta đang thấy các học viên ở đây sử dụng hay không? Cái võng này thì được làm bằng chất liệu thoải mái này. Và mỗi chiếc võng thì chịu được sức nặng là lên đến 200 cân. Giúp cho người tập luyện là dễ dàng thực hiện những động tác khó, động tác ở trên khung chung, chống lại trọng lực. Chị quan sát từ đấy đến giờ thì các học viên sử dụng rất là nhiều động tác ở trên không. Và chị rất là thắc mắc là với cái hai cái dây mỏng manh thế này thì liệu có an toàn với các học viên không ạ? Chị có thể nhìn thấy là với thiết kế của cái chiếc võng này rất là nhiều cái thanh hỗ trợ như này và cái độ cao của nó không quá cao thì người tập hoàn toàn có thể yên tâm tập luyện trên chiếc võng này. Vậy thì khi cái tập môn yoga võng như này ấy thì sẽ mang lại lợi ích gì cho người học em? Yoga võng thì giúp chúng ta rèn luyện cả thân thể và tinh thần. Thì có rất nhiều tác dụng của yoga võng, điển hình là nó làm là mới hệ thống tuần hoàn máu này, bạch cầu này, làm giãn toàn bộ cơ gân cơ xương khớp. Rồi là giúp kích thích phát triển của thần kinh, giúp cho người tập vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Nghe em nói thì môn yoga võng có vẻ mang rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Và từ độ tuổi nào thì mọi người có thể bắt đầu để tập cái môn này? Môn yoga võng này thì dành cho những người đã từng tập luyện yoga và muốn trải nghiệm một cái cảm giác mới lạ. Và đặc biệt là phù hợp với những người trẻ tuổi hơn. Có nghĩa là môn yoga võng này nó một cách đơn giản thì có thể hiểu là một môn là bộ môn yoga nâng cao. Đúng rồi ạ. Vậy thì học viên nào cũng có thể luyện tập bộ môn này hay như thế nào em? Với những cái người mà có chứng về tiền đình hay là người cao tuổi, quá cao tuổi thì nên hạn chế luyện tập mà vừa theo sức và lắng nghe cơ thể mình. Chị tập bộ môn yoga võng này lâu chưa chị? Chị tập đến hôm nay là được tầm khoảng 7 tháng. Thì cũng thấy rất là hữu ích. Cơ thể dẻo dai ra nhiều. Đặc biệt là ví dụ như là xương khớp mình cảm thấy mình thấy dẻo dai hơn. Khỏe khoắn, tràn trề năng lượng. Và mỗi một buổi tập như này thì kéo dài khoảng bao nhiêu lâu ạ? Khoảng 1 tiếng. Đến luyện tập thì chị cảm thấy thế nào ạ? Chị thấy rất là hào hứng. Mỗi ngày mà buổi nào mà không đi thì thấy nhớ. Cảm ơn chị. Chị ơi, bộ môn này rất thú vị. Chị có muốn cùng em trải nghiệm bộ môn này không? Nhưng mà em phải hướng dẫn chị nhé. Chị chưa tập yoga bao giờ. Rất dễ thôi, em sẽ hướng dẫn chị. Chị vào đây ạ. Thank you.
cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là rất là khó khăn với lại một người lần đầu thử sức với lại bộ môn yoga võng như tôi. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là nếu như mà tôi cũng chăm chỉ luyện tập thì chẳng bao lâu tôi cũng sẽ tập luyện thành thạo và tự tin như là các học viên ở đây. Thế còn quý vị và các bạn thì sao ạ? Nếu quý vị và các bạn cảm thấy thú vị thì hãy cùng đến và thử sức với lại bộ môn yoga võng này ạ.